Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người nhặt củi cho ông Trọng đột ngột qua đời, trò chơi quyền lực đến hồi gây cấn. Từ hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng luôn ở thế thượng phong. Hiện nay trong tay của ông Nguyễn Phú Trọng đang có rất nhiều công cụ để đốn củi các quan chức từ trung ương đến địa phương. Thứ nhất đó là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống tham nhũng. Thứ nhì là Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Và thứ ba là Ban Nội chính của Trung ương và cuối cùng là Bộ Công an. Khi đã bị đẩy vào Bộ Công an xử lý thì xem như quan chức đấy cầm chắc suất ngồi tù. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay chính là ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị. Có thể nói khi ông Nguyễn Phú Trọng lệnh trông Trần Cẩm Tú tới đâu thì quan chức tới đó mặt tái chân run. Gần như các ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật trước khi bị sổ khám đều bị ông Trần Cẩm Tú cho kiểm tra và kết luận tội danh về mặt đảng. Có người thì ví Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đơn vị chuyên đi nhặt củi về cho ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đang nắm trong tay nhiều lính tiên phong. Nói thẳng ra là Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đơn vị chuyên đi tấn công vào sai phạm của các đảng viên cấp cao. Có tấn công thì mới tìm ra sai phạm được. Những người đi tiên phong trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương là những người được xem là lính xung kích. Không phải người nào cũng dễ tấn công, đôi khi gặp phải kẻ thù khó xơi thì người tấn công lại bị thương, chứ chưa chắc gì kẻ thù tấn công đã ngã gục. Chính trường ở Việt Nam là chiến trường thực sự, họ đấu với nhau cả ngoài ánh sáng lẫn trong bóng tối. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, khi đó ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã phải thốt ra lời cay đắng tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức. Ông Đạt ca thán rằng, chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước. Đấy là thực tế bởi những người bị soi có quyền lực rất lớn và họ sẽ cho kẻ đi soi một cú hồi mã thương, chí tử ngay và luôn. Đó là một nguyên nhân lớn khiến đôi khi cơ quan chống tham nhũng bị buộc phải thỏa hiệp với kẻ sai phạm, rồi sau đó tới đâu thì tới. Vào ngày 21 tháng 11, báo chí nhà nước cho biết ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã qua đời đột ngột ở tuổi 58. Nguyên nhân cái chết được xác định không phải do bệnh tật gì mà là do tai nạn, và báo chí chỉ thông tin có như thế, không nói gì thêm. Đây là hình ảnh kẻ đi săn sợ bị săn. Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1964, quê ở Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông là tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2020, ông Nguyễn Văn Hùng đã kinh qua các chức vụ như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, rồi thì Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Kon Tum, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Cùng là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng nắm chức Bí thư Tỉnh ủy thì an toàn hơn là chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bởi chức Bí thư Tỉnh ủy đã qua là vua một cõi, trong khi đó chức của ông Nguyễn Văn Hùng thì lại được đi chọc vào các sai phạm của quan chức. Có những quan chức nhìn thì chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng mối quan hệ ngầm có khi ở Bộ Chính trị, thậm chí là nối tới tận tứ trụ. Đây là hình ảnh một thợ săn trong tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đột ngột qua đời. Vì chính quyền thì đã không minh bạch về cái chết của ông Hùng, nên người dân lại càng nghi ngờ hơn. Bởi người dân hiểu một cách đơn giản là cái chết không có gì khuất tất thì không việc gì phải giấu giếm cả. Thực tế, trò chơi quyền lực ẩn đằng sau danh xưng đồng chí là sự khốc liệt. Nếu dùng luật pháp không xử được nhau thì họ dùng những thứ ngoài luật pháp. Nếu là cái chết của một ông ủy viên Trung ương Đảng là Bí thư Tỉnh ủy thì lành ít giữ nhiều và ít ai đặt câu hỏi. Nhưng đây lại là cái chết của Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thì có thể thấy rằng ẩn đằng sau nó có thể là trò đấu đá khốc liệt đã đến hồi rất gay cấn. Kẻ đi săn lại trở thành người bị săn thì sao đây? Cũng có thể lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Người nhặt củi cho ông Trọng đột ngột qua đời, trò chơi quyền lực đến hồi gay cấn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhóm Đông Âu tại Techcombank và vết nhơ khác. Chủ tịch hội đồng quản trị của Techcombank là ông Hồ Hùng Anh. Ông Hùng Anh làm chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank từ tháng 5 năm 2008 cho đến nay. Ông bắt đầu tham gia quản trị ngân hàng từ năm 2004 và trước đó có kinh nghiệm quản trị nhiều năm tại các tổ chức lớn, trong đó có tập đoàn Mansan. Ông này đã tốt nghiệp kỹ sư điện kỹ thuật tại trường đại học Bách khoa Kiev, Ukraine và là thạc sĩ quản trị nguồn gốc nhân lực của Đại học Giao thông Đường bộ Moscow, Liên bang Nga. Đây là hình ảnh vết nhơ của Mansan. Người tiếp theo là ông Nguyễn Đăng Quang, là phó chủ tịch thứ nhất hội đồng quản trị Techcombank từ tháng 4 năm 2016 cho đến nay. Trước đó, ông Quang đóng vai trò thành viên hội đồng quản trị Techcombank từ tháng 5 năm 2014 cho đến tháng 3 năm 2016 và là phó chủ tịch thứ nhất vào tháng 5 năm 2008 cho đến tháng 4 năm 2014. Trước khi tham gia hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đăng Quang đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành và quản trị ở nhiều vị trí khác nhau tại Techcombank từ năm 1995. Cũng như với tư cách là thành viên hội đồng quản trị tại tập đoàn Mansan. Ông này tốt nghiệp tiến sĩ khoa học công nghệ tại Học viện Khoa học Quốc gia Belarus và thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA của Đại học Kinh tế Nga. Hai người này gắn bó với nhau như hình với bóng. Có thể nói, hai người này nắm phần hồn của Mansan và Techcombank. Nói về Mansan thì tập đoàn này đã để lại nhiều vết nhơ với xã hội. Họ dùng phương pháp cạnh tranh bẩn để đánh chết những doanh nghiệp chân chính. Trong đó hai lần họ đã ra tay rất nặng. Đó là vào năm 2007, lần đầu tiên họ dùng truyền thông để thổi phồng sự nguy hiểm của 3MCBD để dìm chết hàng loạt doanh nghiệp nước tương truyền thống. Trong khi đó, bằng chứng về 3MCBD gây ung thư chỉ được Cục Quản lý Dược phẩm Hoa Kỳ FDA khuyến cáo chứ không cấm. Lần thứ nhì vào năm 2016, họ lập lờ đánh lận con đen về sự độc hại của arsen hữu cơ và arsen vô cơ để đánh chết nước mắm truyền thống. Họ dùng báo chí bất lương gây hoang mang trong dân chúng, sau đó họ tung ra nước mắm công nghiệp làm bằng hóa chất của họ để quảng bá rằng nước mắm của họ an toàn. Cuối cùng, nhờ những nhà khoa học chân chính lên tiếng bảo vệ cho nước mắm truyền thống, mà sự việc đã phải chìm xuống. Đây là hình ảnh ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank. Mansan thực sự là một doanh nghiệp bất lương đang chiếm thị phần rất lớn. Doanh nghiệp này là xác, chủ doanh nghiệp là hồn. Có thể hồn của Mansan và Techcombank chính là hai tỷ phú Đông Âu Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh. Những gì Techcombank và Mansan làm là cách làm ăn của hai vị tỷ phú kia. Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh là hai tỷ phú trong danh sách Forbes của thế giới. Hiện nay hai ông này cũng đang nắm Techcombank, và cách xử lý của Techcombank với khách hàng bị móc túi cho thấy ngân hàng này không có thiện chí làm rõ vấn đề. Là khách hàng sai hay ngân hàng sai, khách hàng sai thì bằng đưa ra cũng không hề có. Cô Hoa hậu Oanh Lê cũng đã phản ánh lên ngân hàng nhà nước về cách làm ăn của Techcombank. Phía ngân hàng nhà nước cũng thoái thác vô trách nhiệm. Ngân hàng nhà nước là cơ quan điều hành hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, nhưng cuối cùng họ cũng không rõ ràng trong vấn đề xử lý. Ít nhất nếu là vi phạm xử lý của họ thì họ phải cho khách hàng biết, còn là phạm vi xử lý của cơ quan điều tra thì họ cũng phải có câu trả lời. Nhưng hiện nay họ lại đun đẩy và nạn nhân không biết kêu réo đến ai nữa đây. Đây là hình ảnh Nguyễn Đăng Quang, phó chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank. Để khách hàng bị móc tiền trong tài khoản là một sai phạm rất nghiêm trọng của ngân hàng. Nếu Techcombank không chịu làm rõ trắng đen thì người dân Việt Nam cũng nên cân nhắc việc sử dụng dịch vụ của ngân hàng này. Nếu ngân hàng không có thiện chí thì khách hàng là nhân viên của họ khó mà đấu lại, vì họ có tiền và rất nhiều quan hệ cấp trung ương đến địa phương. Khách hàng đúng hay ngân hàng chịu đúng chưa thể biết vì chưa có sự phân xử nào từ phía chính quyền. Mặc dù vậy, qua thái độ của ngân hàng ứng xử với sự cố, mọi người cũng nên cân nhắc khi tìm đến dịch vụ của hai ông tỷ phú Đông Âu là Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm D với bản tin nhóm Đông Âu tại Techcombank và vết nhơ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de